Xin chào mọi người, hôm nay mình xin trình bày về dự án HeyHome.vn, sàn thương mại điện tử dành riêng cho ngành xây dựng. Hiện nay xu hướng chuyển đổi số ngày càng phát triển và dịch bệnh thì ngày càng diễn biến phức tạp, buộc các doanh nghiệp cần đổi mới phương thức kinh doanh truyền thống rất nhiều. Ngành xây dựng có quy mô thị trường lớn nhưng chưa có sàn thương mại điện tử chuyên nghiệp và hiện đại để hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả. Thấy được những khó khăn và cơ hội đó, chúng tôi đã cho ra mắt sàn thương mại điện tử HeyHome.vn, nơi cung cấp một cái giải pháp tổng thể về thương mại điện tử hàng đầu cho ngành xây dựng, bao gồm hệ thống website và ứng dụng trên di động. Giá trị mà chúng tôi mang lại cho doanh nghiệp đó là giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng trên cả nước, mở rộng quy mô bán hàng và tăng trưởng doanh thu đột phá. Đồng thời giúp kết nối khách hàng đến nhà cung cấp mọi lúc mọi nơi, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người bán và người mua. Với những thông tin minh bạch, uy tín và đa dạng, giúp khách hàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ một cách phù hợp, nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc. Những dịch vụ và sản phẩm nổi bật trên HeyHome bao gồm thiết kế và thi công, xây dựng, nội thất, vật liệu xây dựng, trang trí nhà cửa, thiết bị hoàn thiện smart home, điện nước, máy móc và dụng cụ xây dựng với sự tham gia của hàng ngàn nhà cung cấp uy tín trên cả nước. Ngoài ra, HeyHome còn là cộng đồng uy tín giúp kết nối hàng ngàn kiến trúc sư, kỹ sư, thợ lành nghề, tài xế và đơn vị vận tải xây dựng, cung cấp và chia sẻ hàng ngàn bài viết, kiến thức bổ ích và video về nhà cửa, nội thất tới khách hàng. Sự khác biệt của HeyHome so với các sàn thương mại điện tử khác chính là việc tập trung vào các dạng sản phẩm và dịch vụ uy tín ngành xây dựng. Thị trường có quy mô lớn và chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh có mô hình tương tự HeyHome. Chúng tôi có đội ngũ trẻ am hiểu thị trường, năng động và tài năng, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội mới. Công nghệ hiện đại là yếu tố then chốt tạo nên thế mạnh và sự cạnh tranh cho sự phát triển bền vững của HeyHome. Hiện nay có khoảng 100.000 doanh nghiệp trên cả nước liên quan đến hệ sinh thái mà HeyHome đang hỗ trợ. Chúng tôi đặt mục tiêu phục vụ 10%, tương đương 10.000 doanh nghiệp trong 3 năm tới. Ở giai đoạn 1 trong 6 tháng đầu, chúng tôi tập trung vào các hoạt động quảng bá và mở rộng nhận diện thương hiệu cho HeyHome. Ở giai đoạn 2, chúng tôi bắt đầu thu phí chiết khấu bán hàng với doanh thu ước tính đạt 12 tỷ đồng trong 1 năm tiếp theo. Mục tiêu trong 3 năm tới, chúng tôi sẽ tăng trưởng doanh thu lên gấp 3 lần và trở thành sàn giao dịch thương mại điện tử hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Đội ngũ HeyHome có 12 người với đầy đủ các bộ phận công nghệ, thiết kế, tài chính và marketing, luôn làm việc với tinh thần chiến đấu và sẵn sàng cống hiến hết mình cho dự án. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và nhớ ủng hộ HeyHome với mã số 1600 nhé.